Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình Thì hôm nay mình sẽ gọi là cùng nhau định thị trường vào ngày 7 tháng 2 năm 2024 Làm với nhóm bất động sản của nhé Đầu tiên sẽ con KBC Kinh Bắc các bạn Thì với con Kinh Bắc bất động sản này thì xem nào Lúc trước là pha tích y đáy của nó Đây sẽ là pha SC này AR này đây, AR Đấy. Còn toàn bộ pha này thì là đây là toàn bộ đây là pha B còn đây là pha B trong trường hợp này thì có vẻ là ơ, có có spin rồi nhá có spin đây đây cây này nó spin qua cái đáy này con này cây này nó spin qua cái đáy này này đây, nhỏ thôi cây nhỏ thôi xong đoạn này pha đê đẩy lên đấy. nhưng mà nó cũng có tích lũy chút nữa đấy, đẩy lên các bạn nhá đây là vùng tích đáy của nó rồi hiện tại thì nó đang tích lại sau một pha giảm rất là mạnh ở đây đấy, tích lại sau một pha giảm rất là mạnh ở đây thì nó cũng có SCR Đấy chưa Và đây chưa pha A Còn hiện tại nó đang ở pha B rồi Và đến pha C này quân ơi Nó đã spin rồi các bạn nhá Nó đã spin cái đáy này rồi Spin cái đáy này rồi Đấy chưa đã spin cái đáy này rồi Như vậy là nó có thể lên đấy Cũng, cũng có thể lên Này cũng có khả năng cao lên tích lũy được 3 tháng rồi các bạn ơi khả năng cao là có thể lên được các bạn nhé và xem spin như thế nào cây spin khối lượng lớn nhờ nhưng mà mấy cây sau thì khối lượng thấp đi nói chung thì cũng được bạn ạ à. ừ, cũng ổn đấy cũng có thể lên được con này giờ nó chỉ bị một cái chứ là vĩ mô không ủng hộ đấy con này vì vĩ mô chưa tốt đấy. vĩ mô chưa tốt cho dòng bất động sản các bạn nhé tiếp theo sẽ con uh, khang điền đây khang điền con này khang điền thì đây con này trước này đây là sc này ar này và ở đây có một pha b đây các bạn nhé pha b đây pha c spin qua này sau đó là pha d này Đấy mới chưa Còn hiện tại nó đang tích lại ở đây thì Thì mình đo xem bao nhiêu ngày Con này tích lũy từ đối dài đấy Con này tích lý hẳn 4 tháng 4 tháng Hơn 4 tháng luôn Đấy 4 tháng 120 đúng không 4 tháng khoảng 13 ngày Đấy 4 tháng khoảng 13 ngày các bạn nhớ Và con này cũng có đây SC này AR này Đâu AR trên này Nói chung con này là tích lũy rất là dài luôn bạn ơi Đấy, SCR này và xem nào pha B à pha B này từ đây cũng là tích lũy nhá tích lũy tưởng từ đây này nếu mà tính theo ở đây thì sẽ có một đa vát lớn ở đây nhưng mà xem nào pha B này pha B pha B của nó đây còn là chưa 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 có spin cái đáy này bao giờ chưa spin cái này bao giờ còn nhá hay chưa spin cái đáy này bao giờ nhưng mà nếu mà nhìn ra đây này nhìn ở đây này thì nó đã spin một cái gọi là đáy này rồi nó đã spin cái đáy này rồi còn nhá spin cái này, này được. cái đáy nhỏ này đáy nhỏ đây Nhìn nó spin cái nhỏ nhưng chỉ là test của cái đấy lớn này thôi bạn nhé Xem nào và vâng, chúng ta sẽ xem cây spin như nào cây spin khối lượng thấp nói chung là cũng ổn qua đây khối lượng thấp ổn đấy ổn đây qua đây có thể lên được đấy có thể lên được nhưng mà vĩ mô vẫn trùng hộ lắm thôi bạn ạ Thế tiếp theo sẽ là con HDC à, đây. nhà bà diễm vũng tàu đây. con này thì lúc trước xem nào <laughs> để mình tìm pha phát các bạn ạ đây các bạn ơi thì đây sẽ là SC này AR này SC AR sau đó là ở đây sẽ là pha B PHA B toàn bộ từ đến đây có vẻ như là không có pha C cũng nhé con này thì lại không có pha C con này thì lại không có pha C quá ạ con này thì lại không có pha C Đấy thấy chưa không có pha C còn nhá cho pha D lên luôn này tiếp theo tiếp theo đến đoạn này đoạn này hiện tại thì nó cũng đang ti lại rồi ở đây có pha SC này AR này Đấy không SC AR Đấy Xem nào Hiện tại thì con này nó ít lũy nhưng mà có vẻ nó dốc xuống quá ạ đây. Nếu mà theo ấy thì Không 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 được quá ơi Không được không được Không không tao hộp đa vát được bạn ạ Nó dốc xuống như này thì xem nào hmm. có vẻ con này đang tạo ra một cái kênh giá đi xuống mà ạ đây kênh giá đi xuống đây này còn này tạo một cái kênh giá đi xuống mà đây Và nếu mà theo kênh giá thì Hiện tại nó gọi là Đâu Đang ở trên này rồi Không có nói chung là cũng Không mua được con này giờ chuẩn bị xuống nơi rồi Đấy Và xem là có có đấy không Có Ok Tiếp theo sẽ là con DRH Ôi con DRH sẽ là À đây 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 con này Con này thì nó ở đây, đây, đây đây chính là pha tích lũy của nó đây sẽ là điểm sc đây sẽ là điểm AR AR đấy các bạn chưa và hiện tại nó xứng xong một pha thủng luôn cái nền này này thủng luôn cái nền này 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 và giờ nó lên tích lại nó đang tích lại ở đây khá đẹp đây con đây đây sẽ SC này đây là AR này con này tích lại khá là đẹp bạn ạ đấy. đây sẽ là pha B bạn nhá pha B đây đấy. và nó vẫn chưa spin bạn ạ chưa spin nhưng mà nếu theo pha B thì nó tạo ra một cái hiện tại đang ở đây có một cái hộp đa vát thì <laughs> Giờ có xem là liệu nó có spin hay không các bạn ạ à. Chúng ta phải chờ xem nó có spin hay không các bạn nhá Nói chung là nếu như mà lượt cho lên có công hỏi đầu chiều đi lên thì có thể bắt vào khoảng 20 phần trăm cũng được còn nếu nó spin đi lên thì bắt khoảng 30 phần trăm cho mình các bạn nhé đấy, con này cũng khá là ổn đấy như vậy hôm nay mình bạn gọi là cùng nhau nhận thị chờ vào ngày mùng 7 tháng 2 năm 2024 nếu mà nay trong một live ký nhà thôi tạm biệt các bạn bye bye